Xe của ông anh mới chạy lên chợ Thủ Đức mua, mà đi buổi chưa tới nữa. Hả, ổng đi tuốt trước á, thì cô đằng sau cô từ từ cô đi. Mà ổng thấy cô đi lâu quá thì ổng đứng ổng chờ, thì đi cô xe ông đa, xe đạp. Đi bộ ra đó mới lấy xe. À, lấy với cô Ben, hưởng với cô Ben của ông anh. Cái hả, ổng đứng ổng chờ, ổng thấy lâu quá cô chưa tới, ổng đứng chờ thì cô cũng đứng lại ở đây. Rồi ổng đi ngược trở lại cô thì cô đi về. Thế thì riết là tới quán anh ba mới lấy cái xe Go Ben, ổng chở Út lên Thủ Đức. Trời ơi, chở lên nó ngồi rinh rụng rung tê tê và sợ quá. Đi lên mua giải hai cái áo dài với cái quần rồi đi về, là cũng muốn xế chiều quá, nhà bà trong quá trời quá. Nói trời ơi, mày đi cái gì dữ vậy Út? Nó con không có chịu mà biểu con đi, con má thôi, má không dẫn đi, má để cho con đi chứ con không có thích gì hết trơn, con đi thật không nói một tiếng. Nhưng mà chú có biết là cô không thích cô chú không? Biết mà, nhưng mà bị vì gia đình rồi, nhưng mà sau này gọi là mình nó giết rồi là bà thương à. Lúc đầu là chú biết, lúc đầu thì biết bà không thương. Trong gia đình đó là từ đứa cháu, cháu ruột của bà kêu bằng cô đó, là nó thương cho chú ai hết. Cũng thương hết trơn, ai trong tất cả là mấy người ở sầm sớm cũng thương hết. Ông giỏi lắm, ông tới nhà ông kẻ củi. Cứ chinh phục được tất cả mọi người nhưng mà sao không chinh phục được chứ cô nhờ. Tại vì cô không có nói chuyện với ông một tiếng nào nhiều, mà chú hồi đó chứ dưới quê lâu khi nào mà mình lại này kia kia nọ. Mình ở dưới quê mà mới lên nữa. Chú, nhưng mà trong những cái lần mà cô hoạch hoẹ chú như vậy á, cô gây khó khăn cho chú như vậy á, thì chú nhìn cô á, chú cảm thấy khó chịu hay là chú cảm thấy cô rất là đáng yêu? Chấp nhận hết, mình đồng ý rồi là coi như là cỡ nào cũng phải làm cho được. Rồi xin chào cô chú ạ. Xin chào Linh với cô, chào Ngọc Lan. Dạ, xin mời chú giới thiệu về mình ạ. Linh ơi, ở quê ở Tiền Giang, Cái Bè. Ồ, Cái Bè hả? Vậy gần chỗ Quyền Linh rồi. Quyền ở cầu Long Định. Thầy con cô. Cô tên Lê Thị Lộc. Dạ. Hiện cô đang ở bên Thảo Điền á. Dạ. Quận 2. Quận 2. Gần nhà con. Gần nhà con. Dạ. Lần đầu tiên cô chú gặp nhau là trong hoàn cảnh nào ạ? Chú thì làm ở cầu Sài Gòn, còn cô phụ với ông anh bán cà phê bán cơm. Thì chú hằng ngày ra ăn cơm đó rồi mới để ý cô. Thì chắc ăn thiếu nhiều lắm. Chú để ý cô chứ thật ra là cô không, lúc bây giờ là cô chưa có biết yêu mà chú cũng không biết gì chú nữa. Chú thấy cô có một cái gì mà ấn tượng mà chú để ý à? Cấp đó là coi như thấy cô là hiền mà dễ thương. Dạ. Rồi làm như nó hợp ý. Rồi mình thấy rồi mới là cái nhà cũng mình cũng chưa có dám nói gì hết á. Rồi mới đi chơi với ông anh đó, thì ra vô với bà già đồ này kia rồi đó, thì tới lui mình đi ha, đi vòng vòng trong đó mình chơi hoài. Yeah. Rồi thành ra để ý, rồi sau này mới là nhờ cũng ngự nói đàng hoàng ra mình mới về kêu bà già lên. Nhưng mà chú tới đó ăn cơm hay quen thuộc ăn cơm chỗ đó rẻ cơm ngon, hay là chú tới đó chỉ vì cô xinh đẹp mà cô chú tới? Thì cứ ăn cơm với bán phụ với ông anh đó. Ông anh vợ. Cô chú quen nhau bao nhiêu lâu thì chú tỏ tình với cô? Vòng đi vòng lại đâu có bao lâu em? Cũng cỡ nửa tháng. Nửa tháng à? Rồi cái ổng thấy cô á, ổng đi nói chuyện mà cô không nói chuyện với ổng đâu. Cô thấy ổng cô sợ, ổng to con á, cô sợ. Cái ổng nói gì cô cũng không nói, mà cô ổng chỉ nói với người bạn. Bữa đó ổng đi về dưới quê để ổng nói với má đặng lên đi coi mắt cô á. Ổng cũng có nói với có bà bạn đó, nhưng mà bạn nói là bữa nay á, ê, nó về quê á, nó kêu má nó lên nặng đi cưới tao Út. Cái nói vậy hả, tại tên thường gọi nhà là Út, vậy hả, chừng nào đám cưới nhớ mời đi đám cưới nha. Mà ông nói ông về 7 ngày mà sao mới có 3 ngày à. Ông lên cái ông vác nguyên cái ba lô xài lên, ông đem vô nhà ông cho. Dạ. Cái chiều cô đi bán về, cái má nói chứ ê, nó đi về quê nó đem xài lên đó Út, mẹ ăn đi xài ngon lắm. Cái nó thôi má ơi, đừng con không có ăn đâu. Cái thằng đó nó về đó, nó lấy xài lên là nó cho con bạn cũng là tên con Út, má đừng có ăn của người ta. Cái má nó không có mà, nó nói cho mình, cô không ăn. Rồi xong cái ảnh đi lên bữa nay, thì hai bữa nữa cái bà già lên thì hai bà ngồi ở nhà trước, rồi cô đi bán quầy quán của ông anh về lúc đó cũng 5 giờ mấy 6 giờ chiều. Má của cô nói là đó con nhỏ mà đi sao đó,
nhỏ lùn lùn đó con tôi đó chị. Vô cái cũng chào, cái đi thẳng vô nhà dưới luôn. Cái má bà xuống bà nói á, nấu nước đi con, bưng lên rồi mời khách. Cái nói tờ sao mấy người khách kia lợi má nấu mà giờ má kêu con. Thôi má nấu đi. Cái bà nói không, bữa nay con phải nấu nước. Cũng nghe lời má bưng lên mời uống. Nhà ở quê bên Thảo Điền là có nuôi vịt. Cái má kêu chứ bắt con vịt mần đi Úc đặng đãi khách chứ chiều đâu có cái gì ăn. Cái bắt con vịt mần. Cái lúc mà nấu á, vô trong bếp cô đứng cô nấu bếp củi á. Cái ông đứng sau lưng ông nói à, bữa nay á tôi dẫn má tôi lên đi nói cô á, cô tính làm sao. Trời ơi, trời ơi. Bất ngờ liền ha. Dạ. Cái cô mới nói á, không biết nữa, lên hỏi má tôi á. Cái ông đi tè tè ông lên à. Cái nấu xong chặt lên, múc một tô cháo chặt vịt đem lên. Ổng với hai bà già ăn. Cái má thì bà hay nói chơi lắm, má nói chuyện nhiều lắm. Má nói chứ bữa nay á con dẫn má con lên đi coi mắt con Út. Mà hả mày ăn hết cái này á thì tao đánh đòn mà tao gả con. Còn ăn còn thì mất vợ. Trời ơi, cháu cô vịt gì ổng quất hết trơn con ơi. Con vịt ổng gì hả chú hả? Ổng ăn hết trơn. Mình thiệt tình mà. Thiệt tình nó ăn làm hết luôn hả? Ăn hết. Cái mới vừa đi mai về cái má nói Út ơi, bây giờ má phải gả con cho cái thằng này mới được. Cái thằng này nó thiệt tình quá đi. Tao mà có đói cỡ nào tao cũng ăn hết mà nó ăn hết trơn rồi. Cái mà ông anh của cô á là thương ông này lắm. Ở nhà ai cũng thương mà có mình cô là không chịu ổng thôi. Dạ. Đầu cái hai ba ngày vậy cái ông anh ổng về. Ổng mới về ổng hỏi sao. Ngay nó dẫn bà già nó lên đi coi mắt cô đó rồi cô thấy sao cô. Cái nói không được anh ba ơi, cái thằng đó em sợ nữa. Nó quýnh em chết, nó bự con quá à. Em không chịu đâu. Cái ổng mới nói á, nếu mà cô không có chịu thì anh cũng không có ép cô đâu mà ba mất rồi. Bây giờ còn có hai anh em mình với má à. Anh cũng muốn em có cái chỗ đàng hoàng. Cưới gả thì hả, cô mẹ ưng cái thằng này á. Đám cưới rồi lớn thì anh lo. Còn hả nếu không ưng á, thì đưa cái đầu để tao cạo phân nửa. Phân nửa tao trét vô hắt mày muốn đi đâu đi ra khỏi nhà. Trong bụng là cũng muốn để cho cạo đầu mà để coi coi có ai cạo như vậy chưa. Mình coi hả được thì cho cạo. Cạo xong có đẹp hay không hả? Đẹp thì cũng cho cạo nữa. Cái ổng nói à, thì tôi nói như vậy đó, anh nói vậy đó cô mày suy nghĩ đi. Bữa nay thứ bảy nha. Thứ bảy nữa anh về là phải trả lời. Tại ổng cũng công việc ổng bận lắm. Cái thứ bảy ông về trời ơi run lắm Quyền Linh ơi. Run sợ dữ lắm luôn á. Sợ ổng cạo thiệt hả? Cạo không có sợ mà sợ ổng bắt mình phải đi lấy chồng ông này. Cái thứ bảy ông về ông kêu Út ơi. Dạ, mà rên run tê tê. Anh ba kêu em gì anh ba? Ông nói sao, hổm hứa với anh là thứ bảy rồi, nay thứ bảy nè. Anh nhiều công việc lắm mà về, đợi giờ cô mày phải trả lời dứt khoát. Cái nói, thôi anh ba, không được đâu. Em không chịu. Cái ông nói thì không chịu thì tự gom quần áo đi rồi. Anh ba nói với cô vậy là anh ba thực hiện rồi đi đâu đi. Cái ngồi suy nghĩ hoài khóc quá trời luôn. Giờ không biết làm sao, cái nói trong người mình cũng khôn lắm, nói thôi kệ. Bây giờ ổng khó quá, mình phải chịu đi. Rồi cái bữa mà cứ mình về ra tối mình trốn, mình đi. Tính vậy đó, cái nói với ổng cả ngồi buồn lắm, khóc. Cái ổng nói thôi giờ hết thời gian, phải trả lời cho anh ba, để anh ba đi chứ. Cái nói anh ba thôi giờ em chịu. Nhưng mà anh ba nói với bên đó cũng ráng đợi em vài năm nữa chứ em còn nhỏ nha anh ba. Cái ổng mừng lắm, ổng nói trời ơi được rồi, miễn mà cô mày nói cái tiếng chịu là người ta mừng rồi. Còn cái chuyện cưới đó không quan trọng đâu, vài ba năm cưới đâu có muộn gì đâu. Trời ơi tưởng thiệt, ai nhà đâu á là trả lời ngày 12 tháng 4 là trả lời ưng, 24 tháng 4 đám cưới Quyền Linh á. Trời ơi trả lời vậy cô làm khó nữa, mới nói là bây giờ á con chịu nhưng mà dưới điều kiện là cho con một cái đôi bông toàn ten, phải có con chim én đứng trên giữa nha, con mới chịu nha. Ủa sao con chim én chi cô? À biết không, hồi đó thích cái đôi bông mà có con chim nó đứng trên giữa toàn ten ở dưới á. Hồi đó thích. Còn áo dài thì phải may hai cái. Một cái là màu xanh nước biển, rồi một cái nữa là màu sát pháo. Mới chịu chứ một cái áo dài không chịu. Cái má của cô nói là con ơi, tội nghiệp cái thằng này nó thương mày quá đi. Mà nó gia đình nó nghèo nữa thôi. Bây giờ nhà mình có áo dài nhiều lắm, cái nào mới con mặc ở trong. Còn để may một cái thôi, để mặc ở ngoài là được rồi. Út nói trời ơi má ơi, nghèo quá đi cứ giờ làm chi, thôi để người khác cưới đi. Rồi không chịu, khóc. Nghèo quá, cứ giờ làm chi để người khác cưới má ơi. Bởi vậy, hai vợ chồng tự phải đi may áo mà mình không thích ổng nữa. Sáng ngày mai đi may áo, đêm nó ngủ đâu có được đâu. Từ ở trong Thảo Điền ra cầu Sài Gòn mới lấy cái xe của ông anh mới chạy lên chợ Thủ Đức mua.
mà đi buổi chưa tới nữa. Hả, ổng đi tuốt trước á thì cô đằng sau cô từ từ cô đi. Mà ổng thấy cô đi lâu quá thì ổng đứng ổng chờ thì đi cô xe ông đa, xe đạp. Đi bộ ra đó mới lấy xe. À. Lấy với cô Ben, mượn với cô Ben của ông anh. À. Cái hả ổng đứng ổng chờ, ổng thấy lâu quá cô chưa tới, ổng đứng chờ thì cô cũng đứng lại ở đây. Rồi ổng đi ngược kéo lại cô thì cô đi về. Thế thì riết là tới quán anh ba mới lấy cái xe Go Ben ổng chở Út lên Thủ Đức. Trời ơi, chở lên nó ngồi rinh rụng rung tê tê và sợ quá. Đi lên mua giải hai cái áo dài với cái quần rồi đi về là cũng muốn xế chiều quá, nhà bà trong quá trời quá. Nói trời ơi mày đi cái gì dữ vậy Út? Nó con không có chịu mà biểu con đi, con má sao nó không dẫn đi, nó để cho con đi chứ con không có thích gì hết trơn, con đi thì thật không nói một tiếng. Nhưng mà chú có biết là cô không thích cô chú không? Biết mà, nhưng mà bị vì gia đình rồi, nhưng mà sau này là mình nó giết rồi là bà thương à. Lúc đầu là chú biết, lúc đầu thì biết bà không thương. Trong gia đình đó là từ đứa cháu ruột của bà kêu bằng cô đó là nó thương cho chú, ai hết. Cũng thương hết trơn, ai trong tất cả là mấy người ở sầm sớm cũng thương hết. Ông giỏi lắm, ông tới nhà ông kẹt củi. Chú chinh phục được tất cả mọi người nhưng mà sao không chinh phục được chứ cô nhờ? Tại vì cô không có nói chuyện với ông một tiếng nào nhiều mà chú hồi đó chứ dưới quê lâu khi nào mà mình lại này kia nọ. Mình ở dưới quê mà mới lên nữa. Chú, nhưng mà trong những cái lần mà cô hoạch hoẹ chú như vậy á, cô gây khó khăn cho chú như vậy á thì chú nhìn cô á chú cảm thấy khó chịu hay là chú cảm thấy cô rất là đáng yêu? Hết. Mình đồng ý rồi là coi như là cỡ nào cũng phải làm cho được. Rồi khi nào chú mới nắm được tay cô? Trời ơi, đám cưới là không có đứng gần mà cũng không có nắm tay gì hết trơn á. Đám cưới xong á rồi có ba ổng được phép nghỉ đâu có mấy ngày, ổng dẫn cô đi chỗ làm luôn. Đi xuống nhà bè, đổ về nhà bè. Nghèo lắm, không có cái gì mà ngủ á. Rồi hai vợ chồng tối phải lên trên cái võng ngủ nữa. Lúc đó bực công cô, đã không muốn lấy chồng rồi mà cũng bắt người ta ngủ bởi vậy, bực bội chết luôn. Mà đi xuống dưới đà chỗ ông làm bộ quyền lên đồ vui lắm. Ở xuống dưới bạn ông cười quá trời. Nói trời ơi, người ơi, cưới vợ về nuôi 10 bao chỉ xanh gạo chưa nuôi nhờ được. Nhỏ con mà. Chút xíu à. Có ba mấy ký à. Ở dưới đâu có vui đâu, đòi đi về má riết mà ông cứ xí gạt riết à. Thôi em ở đây em ráng em ăn cơm đi, rồi mai đưa em về, cứ ngày mai riết mà mười mấy ngày mai cũng chưa có giật về. Cái ngày đám cưới là hai người đứng hai chỗ vậy đó, không có nắm tay. Không nắm tay không gì chứ, không tập dai không gì. Mười mấy ngày ở chỗ làm của chú là có nắm tay chưa? Thì tới đó hai vợ chồng ngủ chung rồi. À vậy hả? Ngủ chung cái võng. Sau cái đám cưới rồi là cái đêm đầu tiên á thì là có nắm tay liền không? Không. Không. Ba bốn ngày lận mà. Ba bốn ngày lận, không có nắm tay mà không dám dòm ổng nữa. Mà trời ổng mà ổng khều cái trời luôn. Ổng khều nhiều lần không? Không, sợ ổng lắm, ngán ổng lắm. Lụm mền quấn lại hết. Rồi lúc đó chú phải làm sao, chú làm sao mà chú thuyết phục được cô để chú nắm tay được cô? Rồi sao bắt đầu bị mới cái đăng nỉ. Ổng nói bây giờ anh sắp đi làm xa rồi. Mà sao em là vợ cứ từ bữa tới giờ mà thấy em nói chuyện mà em kỳ quá, vậy cho anh nắm tay đi, cho anh nói chuyện đi. Rồi đặng anh sẽ đi làm xa. Dạ. Đi không biết có được về không nữa, nói vậy á. Cái thấy cũng tội tội. Cái má bà cũng la. Má bà nói Út ơi, tao thấy mày kỳ quá. Lớn lên thì phải có chồng. Cái thằng này mày thấy nó vậy chứ nó hiền lắm á, nó giỏi nữa. Con đừng có làm vậy con, tội nghiệp nó. Mày, tao thấy vợ chồng mày gì đâu mà không nghe tối mày nói gì, nói gì má ơi. Ừ, bắt đầu bữa đó mới cảm động mới. Má rầy đó, rồi anh ổng về, ổng cũng rầy. Ổng nói cô mày nói chuyện đồ đừng làm vậy, thằng này nó thương em thiệt tình á, mày thương nó đi, mày lấy nó đi. Rồi sau này mày có nghèo, mày có khổ anh chịu cho. Mày đừng có sợ gì á. Còn mình đàng hoàng đâu có ai đánh đập gì mình, sợ ổng bự con quá ổng quýnh. Cứ nhau mấy ngày mà ổng cho nắm tay tức lắm chứ bộ. Lúc đó chú xuống tức không chú? Cũng không tức mà mình thấy vậy là để từ từ chứ bây giờ nếu mà mình làm sổng xà quá thì coi như là sẵn sàng quá thì coi như là sợ đi mà có biết được đâu. Bỏ đi vậy chú cũng kiên nhẫn thiệt á hả? Mà rõ ràng là chú rất là chân thành với cô, mình thiệt tình mà mình đâu có. Rồi sau lần nắm tay đầu tiên đó tới sau thì gì? Rồi lần lần quen luôn. Rồi cô chú có mấy người con? Tám đứa con. Tám đứa con. Lâu mà lắm mới nắm tay. Mà từ lúc nắm tay rồi thì liên tục 8 người con luôn. 8 người con. Đến bao lâu thì cô mới bắt đầu là thương chú? Cô bắt đầu thương chú là lúc mà sanh con nhỏ đó, nhỏ thứ hai đó. Lúc đó là chú không có đi làm.
chú ở nhà nghỉ rồi sanh đó, rồi chú chăm sóc cô. Hồi xưa thì sanh là không có cho nằm, cho mẹ không cho nằm trong nhà thì phải làm cái trái ở ngoài đó, rồi nằm mẹ con ngoài đó để nằm than đồ đó, làm cái trái mà chú ăn cơm chú cũng bưng ra đó, rồi chú đi đâu về là chạy ra rồi chăm sóc nói này nói kia, rồi từ từ đi đó. Làm cuốc đất rồi đó về về cũng mà thấy mới có cảm tình mới thương đầu. Có cái gì là cũng đem về cho cô ăn. Thứ nhất mới là bắt đầu có tình thương à. Tình yêu ha. Dạ sau đó yêu luôn 8 đứa luôn đó. Yêu quá trời luôn. Thời đó khó khăn không cô chú? Khó khăn lắm con. Thời, thời đó là con khó biết khăn rồi. Lắm cô chú phải đi lên rừng Hiếu Liêm đó, đóng củi về cầu chữ Y bán rồi mua gạo về mấy đứa này nó ăn. Mua gạo cô cũng không biết đoạn sản là cái gì, có người ta trà bài cho cô đó, thì cô về cô nói với chú mới nói thôi em ơi, người ta có của mình có con, kệ mình đẻ con mình nhiều đi, lát nữa mình cũng nhờ con mình, chứ đời của anh cũng cô độc quá, còn em có hai anh em thì mình thấy nó hiu quạnh quá, thôi kệ nó. Mà tôi thấy bà sanh rồi xong cái đứa nào thấy bà cũng mập lên đó. Hồi đó có 39kg rồi lên đây mà bây giờ 65kg. Thì ra là mỗi lần cô sanh xong cô lên ký thì chú lại thấy cô đẹp hơn và chú thương nhiều hơn. Nhưng mà cô lúc đầu cô không có thương chú, nhưng sau này cô có ghen với chú không? Bởi vì chú cũng cao lớn đẹp trai. Ổng hồi đó giờ ổng sống tốt với cô lắm à. Nhưng mà có cái năm đó ổng không biết là đẻ hình như đứa thứ tư rồi phải. Thì thì đập lúa với bà già của cô với chú, mẹ thì cắt con thì đập lúa bằng cái bồ á. Có cái cô đó trên Dĩ An á, cổ mới theo ông này nè. Cái má bà mới nói, bà nói là thằng trai ta đó nó mới có 20 tuổi à. Bà về vợ mình mày, với ai đâu bà nói. Chịu nó không tao đi cứ cho. Cái nhỏ khoái, cái bữa đó hết đập lúa cái nó hỏi thăm nhà, nó vô nhà. Má về bà cũng không có nói gì mình đâu biết đâu. Cái là có bầu cái bự nha, mà đang ngồi mai mấy cái tả đang để dành xanh đó. Cái nhỏ đó vô, cái má bà lên mà nói Út mày đừng có ghen nha. Con nhỏ này nó thích nè ê á. Nó má nó chơi mà nó vô nhà thiệt á mày ơi. Mày đừng làm cho người quê tội nghiệp nó nha. Cô cũng không nói gì, cái nhỏ vô cũng chắc nó biết hay sao, ngồi chết đơ đó đâu cũng tiếng hai tiếng đồng hồ. Cái nó nói chuyện với má đó, cái nó đành nó về, cái nó mới nói là thôi con tôi bác không về, thôi em về nhanh ơi. Cái cô mới đứng dậy cô kêu chứ anh lấy cái xe anh đưa cái chị này ra cầu Sài Gòn đi cho chị về, là la đó đang đón xe về Dĩ An. Tự nhiên là ông nắm hai cái tay của cô lại, ông nói bộ em tính em hại anh hả? Rồi lúc bây giờ cô nổi điên lên rồi. Ta nói vậy cái ổng làm cho mình nhỏ thôi, nó biết mình là vợ ổng sao? Tức quá thì nắm cái tay ổng kéo ổng đi tới đâu, ổng đi tới đó, kéo đi tới đâu, ổng đi tới đó. Ổng nói trời ơi đừng có làm gì hết trơn, anh không có cái gì đâu. Đẩy ổng lên để giường té ngửa hết trơn luôn. Thôi chứ hồi đó mình đâu có nói dẹo gì đâu. Ổng không có cái gì hết. Đúng rồi, cũng lo chứ hả? Trời ơi, lo làm người chết đâu có. Còn nói với bà già nó, má ơi, má đừng nói chơi rồi vợ con nó hay được rồi nó buồn. Thật sự cái người mà yêu người kia nhiều quá rồi khi người ta ghen, chính là người ghen phải là chú đó. Chú có bao giờ ghen với cô không? Không. Cô đâu có gì đâu. Không chú có người nào giờ không có ghen. Cô thì biết thương chú thương cô vậy. Rồi vợ chồng bây giờ sống chết có nhau. Yeah. Cái gì cũng vậy hết. Thí dụ bà có nóng gì bà nói thì chú nhịn. Điều gì để gây hụt hẫng ở trong tình cảm của cô chú là nhiều nhất ạ? Có phải là vì khó khăn quá, cơm áo gạo tiền làm cho mình mệt mỏi rồi mình hay căng thẳng với nhau không? Không có vụ đó, không có. Có nghèo khổ là chú nhường phần ăn cho cô hết rồi. Không có để cho cô ăn một bữa nào mà cơm với nước mắm hết trơn, ổng thì ăn. Đi bắt cá, đi từ con cá bắt sông Sài Gòn đó là chú nằm ở đó đó. Đi xuống chài lứ hay là đi mò, đi kia 12 giờ đi xúc. Ổng nói là thôi em ăn đi để cho có sức mà lo cho mấy đứa nhỏ, còn tôi ăn cái nước như vậy được rồi, hay là mướp rồi hay là rau dền gì nấu canh với bột ngọt là ăn. Có bao giờ nó trong cuộc đời của chú có mâu thuẫn cãi nhau, nó căng thẳng đến mức gọi là khó có vượt qua không? Không có lần nào. Không có. Hai người nói qua nói lại là cô người dữ nhất. Ổng nói với cô gì đang gây cấn gì, cái ổng bỏ te ổng đi kia, ổng nói mình tức quá chạy theo. Ủa hồi nãy giờ ông chửi tôi hay gì mà ông không đứng đây ông chửi để cho tôi nghe, mà ông đi đâu à? Cái ông nói tôi nói gì tôi nói thì chuyện tôi cũng nói tới bà thôi. Sao mà dễ thương quá vậy trời. Mà có nhiều khi á mắc cười lắm, gây lộn hai chồng cãi giả rồi cái tự nhiên ông nói cái tự nhiên mắc cười lên hả?
trong kinh tế gia đình thì tiền bạc ai giữ, chú làm chú giữ, chú giao hết cho giao cô? Giao hết tất cả. Ông không biết gì hết trơn. Ông chỉ là đưa ông 1 triệu, 2 triệu gì đó là ông bỏ trong bóp. Ít bữa thế mượn. Ông mượn. Còn mới chỗ có tiền thì đó cháu ngoại đầu này kia mấy đứa đúng cháu dụng bánh. Trong suốt gần hơn 50 năm cô chú sống cùng với nhau, vậy thì những cái giây phút nào mà cô chú dành cái sự lãng mạn dành cho nhau? Ôi nhiều lắm. Hồi khó khăn thì không có nha. Mà cỡ chừng 10 năm trở lại đây á, là ngồi vậy nè, các ông kêu em đi Vũng Tàu không? Trời là bắt đầu đi. Cái đi. Các ông nói vậy sẵn đồ đi, cái soạn đồ bỏ vô ba lô, 2 giờ chiều đi ra tới Vũng Tàu 5 giờ. Cái vô mướn khách sạn đồ, xong chở vòng biển Vũng Tàu tối là tắm được. Đi chơi, uống cà phê, đi hát karaoke đồ, cho cô hát chú nghe. Dễ thương quá. Rồi cái to cái về ngủ cái sáng sớm á, cái mình dậy cái mình đi xuống biển mình tắm. Mình tắm xong cái mình lên mình chở vòng mình đi ăn sáng. Cái tới 12 giờ mình trả phòng cái hai chồng đi về. Chạy về đường á nắng quá cái ông kêu chứ. Trời có quán cà phê kia đẹp kìa, uống cà phê ông ghé vô uống một chút về. Ghé. Đó, đi đường lên đó ta. Ngày xưa đó là khó khăn như thế, không có lãng mạn nhưng cô chú vẫn yêu nhau. Không có một chút lãng mạn nào cả mà có 8 người con. Cái thời lãng mạn này mà dành cho thời lãng mạn ngày xưa chắc cũng tăng lên gấp đôi à. Cô bây giờ cho con hỏi nè, từ ngày mà cô lấy chú tới bây giờ á, có cái điều gì ở chú mà cô không thích không? Không, ổng tốt lắm. Có tật xấu gì không? Không, ổng có tật xấu gì. Ổng rất là tốt luôn á. Cô mà để quên đồ vàng mà ổng còn lụm, ổng cất cả tuần rồi ổng lụm cho lại cô. Trời, cô nhớ. Có chi vậy, tao lụm tao cất. Cái ổng cho mà ổng còn nói chứ. Gặp tôi á chứ gặp nào giấu này đi uống bia ôm rồi. Vậy còn cô, chú có hài lòng ở cô hay không? Hay là cô còn điều gì làm cho chú... Không, vợ chồng hồi nào giờ sống biết nhau hết rồi. Là không có cái gì mà để mà phiền phức hết. Phải vui vẻ thôi. Bây giờ mình ngày già rồi. Bây giờ muốn sao sau này con cháu nó tấp tập theo cái tính tình của mình. Để mà nó trăm năm. Chứ giờ là cô với chú là quyết định là coi như sống chết với nhau. Hai vợ chồng già rồi, bây giờ là không còn cái gì nữa. Có bao giờ cô nằm suy nghĩ, trời đó... Lỡ mai mình không lấy ổng chắc. Cô suy nghĩ chứ. Cô nói vậy nè, cô nói cũng hên cho cô lắm á. Thật ra cô nói thiệt nha. Nếu mà cô trúng gặp ông chồng nào mà kêu bằng gia trưởng khó khăn bính cô chết á. Hiện bây giờ nè, cô ghiền mua quần áo lắm, ghiền lên ơi. Nó giờ đang đi, bà nói đang thèm cái này ăn. Bây giờ rồi em muốn ăn cái nào chở đi ăn. À. Em muốn mua ở đâu chở. Ghiền mua quần áo là mua gặp đâu mua đó cô hả? Không phải, đang chạy trên Sài Gòn te te vậy ngang cái shop giờ. Anh ơi có cái áo đẹp quá. Ông hỏi mua không, ghé lại mua để về ngủ không được. Quẹo vô mừng lắm, mua. Giờ ăn Đông Tân Bình đồ này kia rồi là coi như đi hết. Đi tầm chỗ nào biết thành phố nè, vô chở đi hết. Còn ngày nào cũng shipper nó lợi nó giao đồ. Trời trời, giờ mua đồ trên mạng luôn. Trời ơi, giờ dữ luôn không, không, bây giờ là coi như là mua đồ mạng nhiều lắm. Ngày nào không có đó. Không có là buồn à. Nói thiệt với Quyền Linh với Ngọc Lan nha, mới hai bữa trước nè. Thích cái nón á. Trợt trong đây chim thấy người ta đội cái nón đẹp quá trời. Cái đang ở dưới rẫy kêu anh ơi chiều nay mình về sớm nha. Không hỏi chi à. Chở lên chợ Thủ Đức mua cái nón ra. Cái chở lên chợ anh kiếm trong chợ không có. Ra mấy shop cũng không có. Cái ông trên đường đi ông nói thôi về đi tối rồi. Để ngày mai đi rồi chở đi xuống chợ Sài Gòn á. Hay là chợ ăn Đông gì á rồi mua. Cái sau tự nhiên đi về gần tới ngay từ Thủ Đức trong shop có nhỏ đội cái nón. Cái nói ông ngừng lại mua. Trời ơi thích quá vô mua. Cái nón bự chành bành đội không được vậy chứ. Cái ông giận nói thôi nói là xấu lắm bỏ đi để bữa nào. Chở đi mua cái nón khác đâu, giờ máng nha. Chứ gặp ông khác ông là đó. Ờ, quýnh chết luôn. Nói chung là ở chú có một sự chân thành, chịu đựng và cũng chấp nhận hy sinh, bỏ qua tất cả mọi thứ, miễn sao vợ mình hạnh phúc là được rồi, vợ mình vui là được, đúng không chú? Hy sinh là chỉ về vợ và con hết, tất cả. Cô chú ơi, bây giờ thì trên tay con đang cầm một cái lá thư. Đây là lá thư của chú gửi cho cô, được mang tên là lá thư được gửi từ quá khứ. Bây giờ con xin phép cô cho con đọc để cho quý vị khán giả biết được tình cảm của chú dành cho cô như thế nào nha. Rồi con đọc. Thân gửi em Út. Tôi nhớ như in lần đầu nhìn thấy Út. Tim tôi đập loạn xạ, mắt không dám nhìn thẳng Út. Hồi đó tôi nhát vô cùng, không biết cách tiếp cận Út. Nhưng tôi dùng chiêu mưa dầm thấm đất, luôn muốn Út chú ý tới tôi. Út ghét cũng được, miễn tôi được nhìn thấy Út. Nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có bà Út của các con cháu mình bây giờ, Út nhỉ.
Tôi thương Út nhưng lại không lãng mạn. Mong Út hiểu cho tôi vì tính tôi làm nhiều hơn nói. Tôi và Út đã nắm tay nhau suốt 52 năm qua, làm gì cũng làm chung. Tính tôi nóng, Út sẵn sàng nhường tôi, và khi Út nóng thì tôi cũng tự bỏ đi, thế là quề. Út à, tôi chỉ muốn nói, nếu có kiếp sau thì tôi cũng sẽ cưới Út và che chở cho Út đến trọn đời. Yêu Út của tôi nhiều lắm. Hai vợ chồng tới buổi này mà ăn cái gì cũng ăn chung à. Tất cả những sự cố gắng nỗ lực của cô chú đã có một cái kết quả quá là tuyệt vời. Đó là 8 người con sinh ra và lớn lên thành đạt. Giờ đây cô chú rất là hạnh phúc, thậm chí là lãng mạn hạnh phúc còn nhiều hơn ngày xưa nữa. Chúc mừng cô chú nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô chú rất nhiều trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. 52 năm rồi, chú muốn nói với cô điều gì không? Anh yêu em thì suốt cuộc đời, chứ đâu có 100 năm. Trời ơi, thương quá à. Cô chú ơi, thật sự ra thì chương trình còn một món quà nữa dành tặng cho cô chú. Bây giờ thì cô chú hãy hướng mắt lên màn hình để xem món quà đó là gì nha. Dạ. Cô mời cô chú ngồi xuống nào. Con chào ba mẹ, con là con thứ hai tên Huệ. Khi mà con nghe ba mẹ tham gia chương trình con rất vui. Con gái thứ bảy, từ lúc mà nghe là ba mẹ là được mời đi quay chương trình Tình Trăm Năm á, tụi con rất là mong cho tới ngày quay, để cho tới ngày phát sóng, để cho anh chị em con đều là coi ba mẹ được hạnh phúc. Ba mẹ thì tình cảm hai người dành cho nhau rất là yêu thương, chăm sóc nhau. Khi tuổi già ba với mẹ hai người rất là quan tâm tới nhau. Tình cảm của ba mẹ dành cho em thì rất là đặc biệt. Tự vì em là út gái mà ba mẹ lúc nào cũng quan tâm hết. Nhưng mà có tình cảm là lúc mà em không có hạnh phúc với chồng em thì mẹ em với ba em là người đổ bọc con em để cho em được đi làm được này kia. Tới năm nay là con em đã học đại học rồi. Em cũng rất là cảm ơn ba mẹ đã thương con và đã chăm sóc con để cho con được đi làm đến ngày hôm nay. Con có chồng cũng về bên ba má con ở. Giờ ba má cũng đùm bọc vợ chồng con. Con cũng cảm ơn ba má, con thương ba má lắm chứ. Mà không có thố lộ, bữa nay con thố lộ cho ba má biết. Tụi con yêu ba mẹ rất là nhiều. Dạ, con chào ba mẹ. Con là con trai thứ 8 của ba mẹ. Cuộc sống của ba mẹ mà được tới ngày hôm nay với tụi con, nuôi tụi con khôn lớn tới ngày hôm nay thì con rất là vui. Công lao cha mẹ to lớn, nhưng thật sự tụi con cũng chưa làm được bất cứ chuyện gì đền đáp cho cha mẹ, cho tận hưởng về 100 tuổi già. Con út của mẹ này, mẹ ơi, ba ơi, con chỉ nói với ba mẹ rằng là con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con thì cũng chưa lập gia đình, cũng có nhiều điều để ba mẹ phải là cũng suy nghĩ, là đắn đo lo về con. Nhưng mà ba mẹ ơi, nay con cũng lớn rồi, ba mẹ cứ để yên tâm và tin tưởng ở con nhiều hơn. Con không dám hứa gì nhiều hơn, nhưng mà sẽ cố gắng trong vòng 2 năm nữa sẽ kiếm cho mẹ, ba mẹ một đứa dâu Út, dâu Hiền và dâu Thảo. Con là con dâu thứ 5 của ba mẹ. Con làm dâu ba má được nay là 28 năm. Vui buồn thì cũng có đủ hết. Nhưng mà tới ngày hôm nay là con cháu nội của má là hôm nay cũng lớn khôn. Là đứa lớn cũng được 26 tuổi, là đứa nhỏ cũng được 18 tuổi, cũng đã trưởng thành hết rồi. Thì con cũng cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng cho tụi con lớn khôn như ngày hôm nay. Ba mẹ cũng ráng giữ gìn sức khỏe để sống với tụi con 100 tuổi già. Con là Thanh, là con dâu thứ 8 của ba mẹ. Từ cái ngày đầu mà con về làm dâu của ba mẹ thì ngày đầu con bước vô con rất là hồi hộp, tại vì gia đình mình nó khá là đông thành viên. Ngày đầu về thì nhìn nét mặt của mẹ thì con cảm thấy rất là sợ, cảm thấy mẹ khó. Nhưng mà sau khi thời gian mà về chung sống chung á thì con mới biết được điều là ba mẹ rất là thương tụi con, không có phân biệt giữa dâu rể hay là con trai con gái trong nhà. Và con cảm thấy rất là tự hào khi là được ở trong gia đình mình và làm dâu cho ba mẹ. Vợ chồng mình giờ già rồi, ở trên đó thì cũng được, nhưng mà nó hơi bẩn chật tồi tú một tí. Giờ mình làm cái chòi này nè, để cho nó thoáng mát, thì vợ chồng mình xuống đây nè, ăn uống nghỉ ngơi đồ, con cái nó tụ họp về đây rồi ăn uống được cho nó vui, nó thoáng hơn. Nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cá rồi, có ăn. Anh ở dưới này anh có thích không?
thích chứ, trời ở đây mát mẻ mà nha. Hai vợ chồng mình ở dưới này nó thoáng phải không? Thoáng mát chứ. Rủi mà hai vợ chồng mà có gây gỗ mấy nhỏ đâu nghe đâu. Đâu ai biết. Cái cha chừng nào hết gây cái mình vui vẻ cái mình về, con mình đâu biết gì đâu. Bữa nay là vườn mình á chanh đồ nó chín rồi đó bay, mảng cầu rồi nó già rồi đó. Huệ ơi. Dạ. Mẹ đi về xuống hái chanh đồ về trển uống nước để dành bán đồ con, nhiều lắm. Để nó chín quá nó rụng hết á. Tôi vô đây. Ờ trời ơi, mảng cầu lớn ghê không? Cái ngoài quán à. Đó. Trời ơi, hát nữa hả? Bữa nay là mấy tụi con về nè, vẽ trái cây rồi này kia, ăn uống vui vẻ. Mẹ tặng cho con bài cái thở đó là 18 tuổi là mẹ mới vừa biết yêu ba. Hát bài gì mẹ? Cô Hàng Chè Tươi của Lệ Thủy đi. Cá canh về đây khiến cho lòng em được hân hoan trong tác giả. Khi nhìn thấy xa xa lô vàng lá quân kỳ, mắt nhìn nhau không biết nói câu gì. Các anh xứng đáng là trai thế hệ, em tỏ ra mình là bổn phận người dân. Em hai đó qua xiêm tự nở giữa rừng xanh, và áo im cài lên và áo chiên. Hãy vào đây khi chờ trời rừng sáng, được ấm lòng vừa đôi chén trà tươi. Rất là tuyệt vời. Vì hạnh phúc của gia đình cô chú mà mình cảm giác ngẹn ngào luôn ha. Xem xong thì chú thấy thế nào? Thì chú á thì nó nặng ngay cái ý nguyện của chú á, con cháu hay là dâu rể hay này kia tất cả bà đồng với nhau, không có là đứa này ha đứa kia ha, nói gái mình thương ít rồi trai mình thương nhiều, không có đứa nào đồng hết. Còn cô cảm nhận thế nào khi xem cái đoạn clip vừa rồi cô? Cô cảm nhận là vui á Quyền Linh ơi, mình cái tuổi già mình mà được con cái nó sum họp, dâu đồ rể đồ thương yêu mình cũng giống như cha mẹ ruột của nó, mình cũng thương nó như con ruột của mình. Nãy Quyền Linh xem clip muốn khóc luôn á, thấy cái sự hạnh phúc đó đó, mình thấy thương làm sao á. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cô chú cũng cảm ơn Quyền Linh Ngọc Lan rất là nhiều. Cô ước nguyện là nếu có kiếp sau á thì cô cũng gái cho cô gặp chú nữa đi. Nhưng nhớ kiếp sau cho ông nắm tay liền nha. Chứ để cho cô mà gặp cái ông mà khó khăn quýnh tôi chết, cái ông xấu quá.